ra khúc ăn chơi ở dòng biên giới, là nơi ăn chơi xa đỏ đốt tiền của các nhân chơi, mà có con phố nhỏ đèn màu, các ông quan vẫn thường lui tới, mà các thiếu gia lắm cũng đưa tiền, mà hay cũng trả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên.